Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm thân nón có cái viền G lên như thế này để làm nổi bật cái phần thân nón của mình hơn. Ở đây mình dùng len cô tông miêu và kim móc số 5-3mm. Đầu tiên các bạn lấy len qua ngón tay như thế này, sau đó các bạn lấy len cho mình 3 mũi bính, 1, 2, 3. Các bạn coi như đây là một mũi kép đơn thứ nhất. Sau đó các bạn móc và cho mình vòng tròn phía dưới này 13 mũi kép đơn bình thường. Như vậy chúng ta sẽ có ở vòng tròn ma thuật này là 14 mũi kép đơn. Sau khi hoàn thành 14 mũi kép đơn, các bạn xiết vòng tròn lại cho mình. Khi các bạn hoàn thành 14 mũi kép đơn như thế này, tính luôn cả cái 3 bính đầu tiên, các bạn nối vòng tròn lại, chúng ta sẽ có được một cái vòng tròn ma thuật như thế này. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình mũi bính thứ nhất, mũi bính thứ hai. Ở chân len phía dưới, các bạn móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Tiếp tục các bạn móc vào chân len phía dưới. Ở đây chúng ta sẽ không móc vào chân len này, chúng ta sẽ lấy, các bạn lấy len qua kim móc như thế này, chúng ta lấy nguyên cả cái phần len ở cái mũi len phía dưới như thế này. Chúng ta cũng móc vào đây một mũi kép đơn. Ở chân len kế tiếp này, các bạn móc vào đây cho mình 2 mũi kép đơn. Mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai chung chân. Tiếp tục ở chân len kế tiếp, các bạn móc vào đây cho mình 1 mũi kép đơn. Và ở cái mũi len phía dưới này, các bạn móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Các bạn lấy, chúng ta sẽ không móc vào chân len trên này mà chúng ta sẽ móc vào cái mũi len phía dưới như thế này. Để chúng ta tạo G cho cái nón. Tiếp tục ở chân len kế tiếp, các bạn móc vào đây cho mình 2 mũi kép đơn chung chân bình thường. Ở chân len tiếp theo, các bạn móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Và mũi len phía dưới này, các bạn móc vào đây và lấy len qua kim, chúng ta sẽ móc một mũi kép đơn. Như vậy chúng ta sẽ có được 3 cái G nổi lên như thế này. Tiếp tục chân len kế tiếp, các bạn móc vào đây 2 mũi kép đơn. Các bạn lặp lại tương tự như vậy cho mình cho đến hết vòng. Tức là ở đây mình cũng móc một chân len 2 mũi kép đơn chung chân, nhưng mà chúng ta sẽ móc mũi này là 2 mũi kép đơn chung chân, và cái chân len kế tiếp chúng ta sẽ móc một mũi kép đơn ở trên và một mũi kép đơn, chúng ta sẽ luồn dây len qua kim và móc vào cái mũi len phía dưới như thế này để tạo đường vân nổi cho chiếc nón. Các bạn lặp lại cho mình cho đến hết vòng. Sau khi các bạn móc tới G cuối cùng ở chân len phía dưới này, chúng ta sẽ móc vào đây một mũi kép đơn và dùng mũi dời chúng ta nối vòng tròn lại. Tiếp tục ở vòng thứ ba, các bạn móc lên cho mình 2 mũi bính. Ở chân len phía dưới, chúng ta sẽ móc một mũi kép đơn. Ở chân len kế tiếp, chúng ta sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Sau đó các bạn lại móc cái G giống như lúc nãy, là chúng ta sẽ móc luồn qua hai cái phần len ở dưới như thế này, luồn qua nguyên mũi len, lấy len qua kim. Tất cả đều là mũi kép đơn, nhưng các bạn sẽ tạo G cho cái nón này.
Ở chân mũi tiếp theo, các bạn sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Chân đơn kế tiếp, các bạn móc vào đây hai mũi kép đơn chung chân. Như vậy ở vòng này chúng ta cũng móc tăng tịnh tiến là một mũi kép đơn bình thường và một mũi tăng. Nhưng mà mũi tăng thứ hai chúng ta sẽ móc vào chân len một mũi và chúng ta sẽ móc vào cái phần g dưới này. Mình làm lại, ở đây các bạn móc vào một mũi kép đơn. Tiếp tục mũi kế tiếp các bạn móc hai mũi kép đơn chung chân. Mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai. Đây một mũi kép đơn bình thường. Và chân len kế tiếp chúng ta sẽ móc một mũi kép đơn. Và một mũi ngay cái phần g này chúng ta sẽ móc qua mũi len. Các bạn lặp lại tương tự như vậy cho đến hết vòng và nối lại. Sau khi đến cuối vòng, các bạn móc một mũi kép đơn và chân len đầu tiên như thế này. Và dùng mũi dời để nối lại. Tiếp tục các bạn móc lên cho mình hai bính. Đó, ở chân len phía dưới các bạn móc vào đây một mũi kép đơn. Ở chân len kế tiếp các bạn móc một mũi kép đơn. Như vậy ở hàng này chúng ta sẽ hai mũi móc bình thường và một mũi tăng. Ở đây chúng ta móc một mũi kép đơn vào chân len trên và chúng ta sẽ tăng mũi vào cái phần g dưới này. Tiếp tục một mũi kép đơn, hai mũi kép đơn bình thường. Và ở chân len thứ ba các bạn móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn chung chân để làm tăng một mũi. Tiếp tục hai mũi kép đơn bình thường và hai chân len kế tiếp. Sau đó ở đây chúng ta sẽ móc tăng một mũi ở phần g. Tiếp tục hai mũi kép đơn bình thường, mũi kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai ở chân len thứ hai, sau đó tăng một mũi bằng cách móc hai mũi kép đơn chung chân. Tiếp tục các bạn móc hai mũi kép đơn vào hai chân len kế tiếp. Phần này các bạn móc một mũi kép đơn ở đây và một mũi kép đơn phía dưới phần g để tăng mũi. Tương tự các bạn lặp lại như vậy cho mình cho đến hết vòng, cái hai mũi không tăng và một mũi tăng. Sau khi các bạn móc đến chân len cuối cùng này, các bạn móc vào chân len đầu tiên cho mình một mũi kép đơn. Và dùng mũi dời để chúng ta nối vòng. Như vậy các bạn thấy ở đây nó sẽ có cái phần g nổi lên. Tiếp tục vòng tiếp theo các bạn móc lên cho mình hai bính. Và ở đây chúng ta sẽ móc mỗi chân len một mũi kép đơn. 2 3 chân len. Ở vòng này chúng ta sẽ móc 3 mũi bình thường và 1 mũi tăng. Ở mũi thứ tư này các bạn sẽ móc tăng mũi. Tới cái phần g này chúng ta sẽ tăng mũi ở trên phần g. Tiếp tục các bạn móc vào đây cho mình 3 mũi kép đơn và 3 chân len tiếp theo. Chân len thứ tư các bạn móc cho mình 2 mũi kép đơn chung chân. Tiếp tục 3 mũi kép đơn.
2, 3. Phần này chúng ta sẽ tăng một mũi ở phần G lên, móc một mũi kép đơn vào đây, và mũi kép đơn tăng chúng ta sẽ móc qua cái phần G. Chúng ta sẽ lấy qua mũi len như cái phần đầu chúng ta lấy. Tiếp tục 3 mũi kép đơn vào 3 chân len. Chân len thứ tư 2 mũi kép đơn chung chân. Ba mũi kép đơn. Và một mũi tăng ở phần G lên. Chúng ta móc một mũi kép đơn ở chân trên và một mũi kép đơn phía dưới. Các bạn lặp lại tương tự cho đến hết vòng. Tương tự những vòng đầu, các bạn móc vào chân len đầu tiên này một mũi kép đơn và chúng ta nối vòng lại. Tiếp tục các bạn móc lên cho mình hai bính. Ở vòng này các bạn sẽ móc mỗi chân len một mũi kép đơn, chúng ta sẽ không tăng mũi vào vòng này. Ở đây khi các bạn đến hàng này chúng ta móc không tăng mũi, cho nên các bạn sẽ bỏ qua cái chân len này mà chúng ta móc vào cái phần G dưới này để phần G được nổi lên. Tiếp tục các bạn móc mỗi chân len một mũi kép đơn. 2 3 4 5 6 7 8 9. Các bạn khóc không móc vào đây mà chúng ta sẽ móc vào phần G phía dưới. Tiếp tục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và móc vào phần G phía dưới. Các bạn lặp lại tương tự như vậy cho mình cho đến hết vòng và dùng mũi dời để chúng ta nối lại. Khi các bạn móc đến chân len cuối cùng, chúng ta sẽ dùng mũi dời để chúng ta nối vòng lại. Vì ở vòng này chúng ta không tăng cho nên chúng ta sẽ không móc thêm một mũi vào chân len đầu tiên nữa. Tiếp tục các bạn móc vòng kế tiếp. Các bạn lấy lên cho mình 2 mũi bính. Ở vòng này chúng ta sẽ móc 4 mũi kép vào 4 chân len phía dưới và chúng ta sẽ tăng 1 mũi vào chân len thứ 5. 1 2 3 4. Ở đây chúng ta sẽ tăng 1 mũi, do đó chúng ta sẽ móc 1 mũi kép vào phần chân len phía trên và tăng 1 mũi vào phần ở dưới. Phần G lên ở dưới. Tiếp tục các bạn móc 4 mũi kép và 4 chân len kế tiếp. 1 2 3 4. Và ở đây chúng ta sẽ tăng 1 mũi bằng cách móc 2 mũi kép chung chân. Tiếp tục 4 mũi kép đơn bình thường. 1
2, 3, 4 và một mũi tăng. Phần G phía dưới tương tự như vậy, các bạn lặp lại cho mình cho đến hết vòng. Ở phần cuối cùng, các bạn móc vào đây cho mình một mũi kép đơn và dùng mũi dời để chúng ta nối vòng tròn lại. Tiếp tục các bạn móc lên cho mình hai mũi bính. Ở vòng tiếp theo, các bạn sẽ tăng mũi ở phần G này. Các bạn móc mũi kép đơn cho mình cho đến cái phần G thì mình sẽ tăng một mũi. 1 2 3 4 5 và ở đây chúng ta sẽ tăng một mũi dưới này. Như vậy ở trên chân len phía này chúng ta vẫn móc một mũi kép đơn bình thường và tăng mũi ở phần G phía dưới. Các bạn tiếp tục móc mỗi chân len một mũi cho đến phần G bên này. 1 mũi kép đơn thứ 2, mũi kép đơn thứ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Và ở đây các bạn tăng 1 các bạn lặp lại tương tự cho đến hết vòng cho mình. Chúng ta sẽ tăng ở cái phần G. Sau khi các bạn móc đến phần chân len cuối cùng, chúng ta dùng mũi dời để nối vòng lại. Từ vòng này trở đi, các bạn móc cho mình mỗi chân len một mũi kép đơn. Chúng ta sẽ không tăng nữa cho đến khi chiều sâu của cái nón mình cảm thấy vừa đủ cho bé đội. Các bạn móc lên 2 mũi bính và mỗi chân len chúng ta sẽ móc một mũi kép đơn bình thường. Khi các bạn móc đến cái phần G của nón thì chúng ta sẽ móc như sau. Chúng ta sẽ vẫn tạo độ G cho cái nón. Ở đây chúng ta sẽ móc không tăng mũi nữa, cho nên chúng ta sẽ bỏ qua chân len trên này mà chúng ta sẽ móc vào cái phần G ở dưới này một mũi kép đơn. Tiếp tục các bạn móc cho mình một mũi kép đơn thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Để chúng ta đến cái phần G ở cái tiếp theo, các bạn sẽ không móc ở đây mà chúng ta sẽ móc vào phần G ở dưới để tạo cái vân nổi lên. Các bạn tương tự như vậy, móc cho mình cho đến hết vòng mà chúng ta móc tiếp tục các vòng tiếp theo không tăng, giống y chang hàng này. Sau khi các bạn đã móc cái phần thân nón hoàn thiện như thế này, các bạn sẽ thấy có những đường G nổi lên để làm nổi bật cái nón của mình hơn. Các bạn móc đủ cái chiều cao đầu của bé thì chúng ta sẽ ngưng lại để làm vành nón ra. Đối với các bạn muốn làm vành nón cho bé gái thì các bạn làm như những cái video clip trước mình có hướng dẫn cái vành nón.
Còn đối với nón này, mình sẽ làm cái vành lưỡi chai ra để dùng cho bé trai. Hẹn gặp lại các bạn vào clip mình móc nón vành lưỡi chai cho nón này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.